Thưa quý vị, nỗ lực tạo điều kiện cho hộ nghèo đón Tết đầm ấm, sung túc trong những căn nhà mới. Những ngày qua, nhiều cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh đã tổ chức bàn giao nhà mới, nhà sửa chữa cho các hộ nghèo. Thông tin này sẽ tiếp nối chương trình trưa nay. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa đã bàn giao sửa chữa nhà đại đoàn kết cho một hộ nghèo, hoàn cảnh neo đơn trên địa bàn xã. Tổng kinh phí sửa chữa nhà 50 triệu đồng. Do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số điện toán Việt Nam chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu tài trợ. Một hộ nghèo tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ vừa nhận bàn giao căn nhà đại đoàn kết do công ty cổ phần thép POSCO Yamato Vina hỗ trợ kinh phí sửa chữa khoảng 40 triệu đồng. Đây là căn nhà thứ tư được doanh nghiệp hỗ trợ trong năm 2023 tại phường Mỹ Xuân. Dịp này, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, nhà tài trợ đã trao tặng nhiều phần quà thiết yếu cho gia chủ. Hội nông dân xã An Ngãi, huyện Long Điền tổ chức lễ bàn giao nhà mái ấm nông dân cho một hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng kinh phí xây dựng nhà 108 triệu đồng, trong đó 85 triệu đồng do công đoàn bộ máy điều hành liên doanh Việt Nga Vietsopetro hỗ trợ, phần còn lại gia đình đóng góp thêm. Thì gia đình mừng lắm, mừng mất ăn mất ngủ, xây lên nó khang trang sạch sẽ, con cái nó ở nó thoáng mát. Thì gần Tết Nguyên Đán rồi, năm nay là coi như có nhà mới thì mình có thể mình mời được bạn bè, anh chị em hay là bà con dòng họ vô nhà chơi. Tết năm nay là vui lắm. Tại lễ bàn giao nhà, gia chủ còn nhận được nhiều phần quà ý nghĩa từ hội nông dân địa phương và nhà tài trợ.